Hello, em Di Cá lại xuất hiện ở đây anh em ơi. Thì sáng hôm nay anh lên mớ mấy cày cho anh em xem tham khảo ha. Đấy, thì lên 8 con thôi anh em. Em lôi ra tới đây thôi, giờ mấy con này em lôi hết chỗ lôi rồi. Lôi hết nở rồi anh em. Đấy. Thì bữa nay đệ tử em nó nghỉ nữa cho nên là mình em lôi ra tới đó thôi, 8 con thôi anh em nha. Dạo này mấy đứa đệ tử em hàng nữa hết á cho nên là nó nhà nó chơi không à, nó không có lên làm, nên chừng nào có hàng xong nó lên lại. Đấy. Thì em nuôi cũng không có nổi luôn á. Thì cái mấy cày này bây giờ vô luôn giới thiệu nha. Đó, thì bao ship. Còn lại anh em về tự dọn giúp em nha. Thì trong này có con kia thì đẹp kìa. Đó. Anh em về tự dọn lại giúp em bao ship thôi. Mấy cày này em không có rành cho nên là thiếu đủ gì đó thì anh em cứ nhìn kỹ anh em nha, em không có bao gì đâu anh em. Đó. Anh em coi thử con nào em biết tới đâu thì em quay tới đó. Đấy. Thì giá niêm yết lên trên máy, ví dụ như con này 4 triệu là bao ship anh em nha. Đấy, lát em sẽ ghi mã số ở phía trước. Thì tiền ship thì anh em cứ yên tâm, em cũng đã bao ship rồi cho nên là ưng ý con nào thì ủng hộ em. Đấy. Mấy cày này đơn giản nó vậy thôi anh em. Và anh em cọc trước giùm em nha, 30% ha. Đó, cứ 1 triệu cọc 300 vô giùm em để em gửi hàng đi. Chứ mấy cày này nó nặng lắm anh em ơi. Bao nặng luôn. Quay sơ qua rồi anh em. Đó thì quay 8 con này nha. Anh em coi con nào được thì ủng hộ ha. Rồi thì con đầu tiên thì cái con này nó là một con khung sườn thôi, không có gì hết. Nó không có gì hết á. Một khung sườn thôi. Thì cái này con đầu tiên thì nó cũng đấy, nó bị bởi nắp nhựa anh em. Bánh răng. Đây. Anh em coi. Bánh xe này thì bởi rồi, nó bỏ đi và ráp bánh xe khác anh em. Thì bánh răng này ở đây em coi thử nó còn mòn hay là nó còn ngon. Ở đây là hàng nguyên rinh nguyên bản hết anh em ơi. Đấy, thì hàng này hàng bãi trong cái hàng mới đâu anh em. Hàng bãi nha, chắc ăn 100% cho anh em luôn. Đó, số má thì anh em cứ bỏ rắc. Hai bánh xe thì bánh xe cao su này, cao su. Đúng rồi. Bốn cái càng anh em nha. Còn đây là cái bu ly. Cái bu ly này. Đấy. Cái bu ly. Nó có cái hộp thẳng cái hộp số luôn sao. Cái hộp gì bằng nhôm ngay này nè. Đấy. Rồi, đây là số của nó đây. Con này nó không có đầu anh em nha, con này nó không có đầu. Cháo ơi. Con này nó không có đầu. Đấy. Con này thì nó nhỏ nhất trong bầy, nó không có máy. Đấy. Rồi nó chỉ như thế này thôi anh em. Ở trên này thì nó là cái đồ gạt. Đấy. Tay ga. Nó này chỉnh ga. Nói chung là nó coi khúc này thì đầy đủ nha, thiếu mất cái đầu. Lại thiếu cái gì nữa thì anh em coi giùm em ha. Đấy. Đây. Rồi, giá của em nó là chỉ có 1.500.000 bao ship thôi nha. Một con này nặng lắm anh em ơi. 1.500.000 bao ship cho anh em ha. Đấy. Một con. Rồi con thứ hai. Con thứ hai con cái gì ta? Đấy, thì con này Isiki. Isiki. Đây, nắp dầu, nắp nhớt còn mới tinh rồi anh em. Đây nè. Đó. Isiki. Con này ủa cái phiếu đâu ta? Con này 6 ngựa anh em. Con này đầu 6 ngựa nha. Đấy. Đó, 6 ngựa. Thì con này là con Isiki đấy. Hình thức nó là con này là Lamborghini 45. Đấy. Bô xì bo. Đây, tem của anh đây. Không thấy luôn. Cũng sạch sẽ nè, nắp nhớt nè, có, nút nhớt có. Anh em coi thử thiếu đủ cái gì anh em nha. Đó, tại cái mấy cái nào thì công cụ thì em còn biết thiếu đủ, chứ còn cái này thì cũng hơi bị khó khăn tí xíu. Đầu ô hắc vơi. Đây khúc trên thì nó cũng đẹp anh em à. Đó, khúc trên thì nó cũng đẹp nè. Đây là cái bô ủa cho mình kia cái bô, còn này là cái đây. Đây cái dàn sới ở dưới. Bên đây là cái nắp này. Đấy, con này nắp nhớt chén xăng có đầy đủ.
Đây. Mình đi mất cái nút về ngay đây nè. Đó. Này. Ủa cái đầu giật đâu ta? Cái dây giật á. À. Nó không có dây. Con này không có dây nè, mà em quay được anh em nha. Con này em quay được nè. Nó không có dây mà em quay được. Quay tao để nó cũng cứng rồi, đó. Phải có dây chứ. Rồi cái này là cái chén xăng đây, cái kéo e có, bù ri còn mới nữa mà, đó. Mấy cái này thì nó không quan trọng. Đúng rồi, cái con này bị thiếu nắp giật anh em nha, con này bị thiếu nắp giật, đó, bị thiếu cái nắp giật. Rồi, đây, tem của anh đây. Isaki Tokyo Japan, thiếu cái dàn xới, thiếu nắp giật, thiếu dàn xới. Đấy. Số má này đó, bỏ được anh em nha. Số má này bỏ được. Số má bỏ được. Rồi cái con này thì đấy em quay cái kỹ anh em nha. Tại em không có biết cho nên em đi vòng vòng anh em coi thử nó có thiếu đủ cái gì anh em coi ha. Cần này rồi mã 126, con này 8,5 triệu anh em nha. Con này 6 ngựa đó, con này là 6 ngựa, đầu nó là đầu 6 ngựa, 8,500k là bao ship anh em nha. Đấy. 8,5 triệu anh em về tự dọn nha. Đấy. Rồi hình thức sáng anh em ơi, 8,500k em đẩy con này vô đây em. À, rồi tiếp tục con này là một con UHV GA120 đây, UHV GA120 đây, bánh răng có đầy đủ, bánh xe có luôn, bánh xe này có luôn. À, nó bị mẻ miếng nè, mẻ góc rồi này, mấy bánh xe này hơi xấu anh em nha, con này bánh xe hơi xấu đấy. Rồi cái chén xăng này từ từ em đưa đi, mới làm từ từ lắc nữa. Đó, chén xăng này giật được anh em nha. Đó. Rồi giật được. Con này giật được nha. Mất chén xăng nè, mất cái đầu nắp chứ. Mất cái nắp chén xăng. Ừ. Mất cái đầu nắp chén xăng, con này nó tới 4 ngựa anh em nha. Con này 4 ngựa. Đó, 4 ngựa. Đây là một mặt anh em nha, để em lật lên, lát nữa em lật lên phát nữa thì nó ra thêm một mặt nữa. Nó tại này nó không có chân đứng. Nó nằm luôn rồi. Này bán hàng nằm anh em. Đây tem của anh đây. Đấy, nằm nha. Ok luôn, rồi một mặt dựng lại. À, mặt kia. Đấy, rồi, em đứng dịch luôn đi. À, rồi cái này thì con này là con Yanma BSC4 bơi. Đấy, BSC4 bơi thì nắp nhớt đây. Có đầy đủ. Rồi nói chung là cũng sáng luôn em. Giật được mấy con này giờ anh em dọn ha. Bánh xe thì có đây, có hai bánh đầy đủ. Hình thức sạch sẽ. Đây số má hả? Rồi, cái nắp nhựa nó hơi bể bể anh em ơi, bạc nhược rồi anh em ơi. Đó. Nắp nhựa nó bạc nhược rồi. Giật xấu nắp nhựa nè, mất cái chén xăng nè. Đó. Mất cái, không phải mất cái chén xăng mà mất cái nắp xăng. Máy này chạy xăng hết anh em ơi, không có chạy dầu đâu nha. Hình như mấy cày không có con nào chạy dầu đâu, đúng không? Con này ô ắc vơi anh em nha. Nhìn cũng đẹp đó anh em. Đấy. Đấy. Giang giang cánh đại bàng ra nó hơi đơn giản đâu. Đấy. Đây. Rồi con này thì đây, số này nữa nè. Đó. Số đây. Này, số. Rồi, con bóp. Nói chung là giờ dọn lại anh em nha. Đấy, chứ em không có bao xài đâu anh em. Chuyển sang này. Đó giờ đóng công cụ không, giờ đóng mấy cày không biết đường đóng luôn. Đây. Mấy cái này thì đây. Có cái mới cái cũ rồi nè. Quay nhẹ nhàng. Đấy. Rồi con thứ 3. 127, con này 6,5 triệu anh em ơi. Đó, 4 ngựa anh em. Đó, 6,5 triệu, 4 ngựa, 6,5 triệu là bao ship rồi anh em ơi, 4 ngựa. Rồi. Tiếp tục con này là con Shibura BSC40. Shibura BSC40 đó. Thì con này rồi bánh xe quay anh em.
đó, bánh xe quay. Con này cái đầu nó nặng lắm em, để dựng đứng lên. Đây. Con nó có chân trống này nè mà cái đầu nó nặng lắm. Không được đâu. Đấy, rồi, để nào làm xong. Thiếu cái bánh xe. Đó, thiếu bánh xe đứng. Từ từ đây đây. Đây. Để ra vô. Giờ lên. Để cho nó đứng lại. Rồi, xuống đây. Rồi lui. Em lui lại lui lại. Rồi. Này. Rồi, ok. Rồi, đứng rồi đó. Rồi, con này thì Shibura. Đây, con này 4 ngựa anh em nha. Con này 4 ngựa, 5 triệu rưỡi. Đó, 4 ngựa 5 triệu rưỡi. Rồi giật được luôn anh em nha. Đó. Giật được. Em giật anh cái em. Giật ra thử nó có hơi không. Đó. Đó. Rồi ok, hơi hám đầy đủ ha. Đó. Số RN1N2. Nói chung thôi mấy cái này đập cho vui thôi anh em ơi. Mú rìu quá mắc thở nữa. Coi thử đủ đồ hay không thôi chứ. Đấy anh em nhìn từ cái tay lái xuống ở dưới anh em ạ. Đây số máy nữa đây. Tùm lum hết á. Đấy. Shibura đầu 4 ngựa OVGA120. Đầu này, ủa sao cái đầu này nó bị méo một bên này nè mà. Đó, nó bị méo một bên rồi. Tháo ra dặn lại cho nó đúng chiều mới là đúng. Đầu nó méo. Rồi, con này vậy thôi nè. Ở này, dưới này không có. Dưới này không có bánh nha. Dưới này không có bánh. Đó. Lúc lắc được thôi, không có bánh. Lúc lắc. Nó không có bánh, quên nó không có cái bộ răng nha. Không có bộ răng mới cày. Này. Con này 1.0 lít gì đây? Đấy, 1.0 lít. Đấy. Này nói chứ xài thì em không biết xài, nhưng mà mấy kết cấu này thì nó cũng tương tương nhau anh em. Đấy. Rồi. Rồi con này vậy thôi anh em. Đó. Này. Con này cò bay. New. Con này thì đâu? Mã 128 5.500.000. 4 ngựa. Con này 4 ngựa anh em ơi, 5 triệu rưỡi. 4 ngựa. Thiếu mất chiến xăng nè. Đây. Thiếu mất chiến xăng. 5 triệu rưỡi 4 ngựa. Rồi tiếp tục con Isaki này. Con Isaki này 5 triệu anh em nha, 6 ngựa, đuôi cong. Cái đuôi này nó hơi bị cong tí xíu anh em về làm lại ha. Đó, 6 ngựa đuôi cong 129 5 triệu luôn. Đó, 5 triệu con này. Đây ở dưới nè anh em. Đó, cái đuôi bị cong anh em, cái này nó cũng bị mốp tí xíu nữa. Đấy, bánh xe thì bánh bằng sắt là cứng nha. Isaki. Con này S6 đời. Đó. Isaki S6 đời. Giật được không? Từ. Em giật anh nhìn cho. Đó. Giật được anh em ơi. Giật thì được, không cứng là được rồi. Đó, nó không cứng. Nắp này thì mẻ mẻ rồi. Còn cái này thôi. Đấy, mất cái nắp rồi, giờ thay luôn. Này bô biết cái này là bô ri chiến xăng có đầy đủ, phút này nó còn mới nè, mất cái chiến xăng nè. Isaki còn gì nữa không ta? Còn đây số má của nó thì trên này nha, tay lái. Đó, tay lái còn đây khúc này. Đó, rồi khúc này. Này ba số đồ đấy, ok cò bóp. Rồi con Isaki này, ủa, giá năm đầu ta đây. Rồi 129 5 triệu đấy. Con này 5 triệu 6 ngựa đuôi cong, đuôi bị cong tí xíu anh em về dọn lại ha. Đó rồi mày không biết cong chỗ nào rồi. 6 ngựa rồi ok. 5 triệu 129, mã 129 anh em nha, chốt thêm mã số giùm em ha. Mã 129 5 triệu rồi. Cho nằm đó luôn em. Rồi con này 130 là con này con Mitsubishi. Đấy, Mitsubishi. Thì bộ răng của nó đây. Thì bộ răng của ảnh thì ở trong này
cũng có này anh em. Ok, quay được luôn nha. Rồi, bộ răng này quay được có chân trống. Tay lái cò bóp. Này, đó, bóp xuống, bóp lên. Đấy. Đây. Rồi con này 4 triệu 6 ngựa anh em nha. Con này 6 ngựa. Này số má có đầy đủ anh em. Đó, N12 bơi, số dê. Ủa, phải không? R đúng rồi, số dê. 12 số dê. Còn xuống này là số gì không biết. Hình thức còn sáng lắm anh em, giật em. Rồi giật được anh em nha, không bị cứng. Em giật ngược rồi, qua đây đứng nè. Đó, được, được, ok được rồi. Nắp xăng này hơi bị méo, méo mớp mà. Này bị tét anh em. Này bị tét nha. Đây. Bị tét miếng. Còn này thì nó không có bị này bị mớp vô cho nên chặn vô không được. Đó, gắn vô rồi gái vô vậy là được rồi. Tét miếng nhỏ nhựa nữa nè. Đấy, 4 triệu một con. Bánh cao su đúc. Này bánh cao su đúc đầu OHV. GM 180L 3.5 đến 15 3.5 đến 1.500 vòng. Đấy. Bánh xe. Ồ, bánh này bánh ruột chứ không phải bánh đúc đâu anh em nha, bánh ruột á. Con này bánh ruột. Nó có ruột đó. Con này chiến xăng. Đây. Này nó có ruột anh em. Mitsubishi. Đây MMR60. Đấy, MMR60. Thì con này mã 130, 4 triệu 6 ngựa anh em. Đấy, giật được nha. Con này giật được. Không có bị cứng. Đấy. Bao ship. Đấy, giật được. Rồi. Mã 130. 6 ngựa, 4 triệu. Rồi ok. Tiếp tục con này 3 ngựa rưỡi anh em ơi. Con này 6 triệu luôn. Đấy. Con này cu con này cu anh em nha. Kubota. OHV. Đó, từ từ. À. Rồi ok. Đấy. Kubota OHV. Electronic Inditon này đây. Đấy. Con này thì ok đẹp nha. Con này thì hình thức nó còn sáng sáng. Đấy. Mà giá thì 6 triệu mà đầu nó là đầu 3 người rưỡi. Kubota đây, này một khúc sau. Đó. Con này cứng nè. Bóp được chứ? Phải cứng, bóp được. Tay ga đấy, ok. Con này bóp được luôn. Con này hình như là ok nè. Kéo giật. Giật được anh em nha, nhưng mà nó hơi kêu. Đấy. Này không có cái lưới, không có cái lưới lọc xăng. Này nhìn cũng sáng anh em ơi. Mà tấu thui không thấy đâu. Kubota. Con này có bộ răng nha. Đấy, con này có bộ răng. Đấy. Con này quay. Này quay được hết. Đấy. Con này thì sáng gió rồi anh em ơi. Con này được mấy là đẹp. Đây. Con này nó là tem của anh đây. Anh em chụp màn hình lại cho em ha. Đấy. Số má luôn bỏ. Đó, được anh em nè. Đó, này vô được hết. Rồi. Này nờ số gì đây. Này không có cái nắp gì đây. Nghe đây. Đó. Ok hết anh em. Con này nhìn đẹp. 6 triệu. 3 người rưỡi. Đấy. Nhìn đứng hơi bị ngầu luôn em. Chụp màn hình lại phát hơi bị ngầu luôn. Sáng gió. Rồi 131 con này 6 triệu anh em nha. Con này 131 6 triệu một em đó. Đấy, 131 6 triệu. Rồi, em cho nó con này nữa. Rồi, con này nữa là con hết rồi. Hai họ đứng đó luôn em, đứng đó luôn em. Sao đâu? Con này giang cánh đại bàng. Đây. Bộ răng của ảnh thì đây. Bộ răng nó cũng bộ răng mới sao anh em này. Đấy.
bộ răng ở trong, bộ răng mới. Bánh xe thì đây nó hơi nứt nứt anh em nha, bánh này hơi nứt nứt, nặng lắm em ơi. Đấy. Rồi được rồi, được rồi, được rồi. Có cái gì cấm nó lại. Đấy. Đây, bánh xe nó bị nứt anh em ơi, bánh xe bị nứt. Còn đây là cái tem của anh đây, từ từ em. SRV4D. SRV4F. Nói chung anh em đọc giùm em nha, mà con này là GA220 Giang Ma. GA220 rồi giật luôn em. Giật cái này. Rồi ok. Không bị được. Không có bị cứng anh em nha. Đây, đây. Mất nắp xăng rồi. Đây, đây là cái kết cấu của anh đây. Đây anh em nhìn. Kết cấu của anh đây. Đây cái nắp xăng. Mất nắp xăng rồi. Rồi con này là 8 ngựa. À, giá của em nó là 7 triệu. Thật thật, em quay tiếp. Này mất hình như là cái đầu nằm khúc trước rồi. Con này không phải cái đầu. Con này đầu nằm khúc trước. Rồi, VF4 có cái gì đọc cái nấy lên em ơi. Đây nè. Bánh xe nặng lắm anh em ơi. Con này ốp với Giang Ma nó bao nặng luôn. Đó. 8 ngựa. Đấy, con này 8 ngựa. GA220. Đấy. Nhưng mà thiếu bánh sau hả? Ừ. Cần nhớ như thế này sao mà giữ. Đấy thì anh em coi cái kết cấu đây là hoàng trước nè anh em à, nhìn trước ra sợ ra nè. À, kia là cái đầu ngoài kia là cái khúc trước là cái sới. Còn cái này nó chỉ có hai bánh thôi. Con này là con hai bánh ha. Đấy, giật thì giật được ok anh em nha. Thì anh em về cứ dọn lại giùm em. Này em bao ship cho anh em thôi. Cái này thì em không biết. Đấy, không biết dọn đâu. Nói chung là em người này em cũng làm thì không có người nào mà em biết dọn đâu. Rồi cái con này con cuối cùng rồi, con nào ta hết rồi. Rồi con này mã 132 đây, mã 132 7 triệu bao ship anh em nha. Con này nặng lắm, 8 ngựa, 7 triệu 8 ngựa. Đấy, mã 132 7 triệu 8 ngựa cho anh em ha. Rồi thì lên như đây thôi anh em nha, 8 con thôi. Thì anh em có nhu cầu sử dụng hoặc dọn cái con nào thì anh em alo chốt ủng hộ em nha. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Chúc anh em một ngày mới nhiều sức khỏe ha. Hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo nha. Rồi em xin chào tất cả anh em ha.